Kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Dinh dưỡng diệu kỳ do Trung tâm Tin tức Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Truyền thông Tây Việt phối hợp thực hiện. Quý vị khán giả thân mến, ăn gì để trị mất ngủ? Thắc mắc này sẽ được đề cập trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ, Tuyết Vinh mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin thú vị sau đây. Một nghiên cứu do ông Paolo Pandolfi, giám đốc Trung tâm Ung thư và Viện Nghiên cứu Ung thư tại Trung tâm Y khoa Beth Israel Deaconess ở Boston, Mỹ dẫn đầu, cho thấy một hợp chất tự nhiên gọi là indole-3-carbinol có trong súp lơ xanh và một số cây họ cải có khả năng vô hiệu hóa một gen thúc đẩy ung thư. Khám phá này được báo cáo trên tạp chí khoa học của Mỹ và được Viện Y tế Quốc gia Mỹ hỗ trợ, mở ra cơ hội phát triển các loại thuốc chống ung thư mới. Một thông tin thú vị mà có lẽ là chị em phụ nữ cần phải quan tâm đó là phụ nữ mang thai nên tránh ăn quá nhiều dầu thực vật và khoai tây chiên. Bởi vì chế độ ăn như vậy có thể dẫn đến tăng nguy cơ biến chứng thai kỳ và sự phát triển kém của trẻ sơ sinh, theo nghiên cứu được công bố trên chuyên san The Journal of Physiology. Thưa quý vị và các bạn, sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Sữa mẹ chứa khoảng 4,4% chất béo, 7,1% lactose, 1% protein và 0,2% vi chất, còn lại là nước. Dù chiếm phần khiêm tốn, song 50% năng lượng trẻ cần được lấy từ nguồn chất béo này. Đây cũng là thành phần cấu tạo nên màng tế bào não, chiếm đến 60% trọng lượng não bộ trẻ từ 0 đến 3 tuổi. Hầu hết mọi người đều biết chất béo rất cần thiết cho sự phát triển não bộ của trẻ. Song ít ai biết có một loại chất béo tồn tại trong sữa mẹ, nay được các nhà khoa học khám phá và sản xuất thành công, mang tên OPO. OPO là thành phần chất béo trong sữa mẹ, rất thân thiện cho hệ tiêu hóa non nớt của trẻ, giúp trẻ hấp thu dễ dàng, thông minh, khỏe mạnh. OPO được chứng minh lâm sàng trong việc hỗ trợ hấp thu tối đa và hiệu quả DHA, canxi và các dưỡng chất cần thiết khác. Nhận thấy được sự cần thiết của dưỡng chất OPO với sự phát triển của trẻ, ngày 21 tháng 6 vừa qua, Anovamil đã tổ chức buổi hội thảo với chủ đề tầm quan trọng của dưỡng chất OPO đối với sự hấp thu của trẻ, nhằm cung cấp kiến thức và giúp mọi người hiểu rõ hơn về công dụng của dưỡng chất OPO. Chương trình đã thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực dinh dưỡng, cùng hơn 100 khách mời là những nhân viên y tế, các chủ cửa hàng kinh doanh sữa và các mẹ đang nuôi con nhỏ ở độ tuổi từ 2 đến 10 tuổi. Tại buổi hội thảo, các chuyên gia đã chỉ ra rằng OPO hỗ trợ hấp thu tối đa và hiệu quả DHA, canxi và các dưỡng chất cần thiết khác, cụ thể như tăng hơn 8% khả năng hấp thu chất béo, DHA và các dưỡng chất cần thiết khác, giảm 50% triệu chứng táo bón, giúp trẻ bớt cảm giác khó chịu do táo bón gây ra, giảm 50% thời gian quấy khóc mỗi ngày ở trẻ, tăng 60% khả năng hấp thụ canxi, tăng 5% khả năng kháng hóa cho xương của trẻ, tăng 24 lần các vi khuẩn có lợi cho đường ruột ở nhũ nhi. Chắc chắn là khoa học, đặc biệt là khoa học dinh dưỡng thì mỗi ngày sẽ mỗi phát triển hơn và chúng ta sẽ có thêm những cái kết quả nghiên cứu khoa học mới để từ đó chúng ta ứng dụng vào trong cuộc sống hàng ngày. Thì cái việc mà tìm ra những cái dưỡng chất mà tương tự như là những dưỡng chất có lợi trong sữa mẹ để mà bổ sung vào các loại sữa công thức dùng cho những trẻ không có cái cơ hội được bú mẹ thì là một cái điều được phát triển rất nhiều trong những năm gần đây, và OPO là một trong những cái sản phẩm đó. Thì cái OPO thực chất nó là một dạng chất béo, nó khác với những cái dạng chất béo khác ở trong thực vật á, chỉ ở chỗ là cái thứ tự sắp xếp của các axit béo nó khác nhau. Một cái loại O sẽ xen kẽ với loại P, xong sẽ kẽ với loại O, trong khi ở thực vật thì ngược lại thì mình có là POP. Thì cái điều này nó khác biệt ở chỗ là sau khi vào trong cái hệ tiêu hóa của trẻ đó thì cái OPO nó sẽ được tiêu hóa theo cách là cắt bỏ hai cái axit O ra ngoài và cái axit P nó nằm nguyên chung với lại cái khối chất béo lớn và được hấp thu vào trong máu. Và như vậy thì các cái canxi mà đang hiện diện trong lòng ruột sẽ không bị cái chất P này nó kết tổ và sau đó thì canxi sẽ được hấp thu. Ở lĩnh vực dinh dưỡng, Anovamil với thương hiệu Anca đã đi tiên phong trong việc cung cấp ra thị trường sản phẩm dinh dưỡng an toàn, có khả năng truy xuất nguồn gốc, chất lượng vượt trội nhưng giá thành phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam. Dòng sản phẩm sữa công thức Well IQ Plus là sản phẩm được tạo thành từ sự hợp tác giữa Anca và Kerry, tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực dinh dưỡng trẻ em, được đặc chế trên nền tảng khoa học vững chắc, chứa hàm lượng cao DHA, OPO và hơn 40 dưỡng chất cần thiết khác
hỗ trợ sự phát triển trí não thông minh hơn và thể chất khỏe mạnh hơn của trẻ. Chúng tôi hợp tác với tập đoàn Nova vì năng lực và uy tín, cũng như khả năng thấu hiểu thị trường của họ. Chúng tôi tin rằng Kerry sẽ tạo nên sự đột phá, cải tiến cho sản phẩm dinh dưỡng và sức khỏe của cộng đồng. Đây là yếu tố quyết định để thành công ở thị trường này, nên chúng tôi rất cẩn trọng chọn lựa đối tác đồng hành để phát triển xa hơn. Có thể nhận thấy rằng, ngày nay mọi thứ để có thể kiểm chứng được tính xác thực và độ tin cậy cao đều cần có chứng cứ khoa học rõ ràng. Vì vậy, các sản phẩm sữa công thức cũng không ngoại lệ. Những sản phẩm sữa đã trải qua nghiên cứu lâm sàng luôn được các bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao và người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn. Hiện nay thì cái việc mà cho con uống sữa công thức nó cũng tương đối là nhiều hơn so với ngày xưa. Ngày xưa thì hoàn toàn là sữa mẹ thôi. Một trong những cái sản phẩm mà Thúy nghĩ rằng là mình nên quan tâm tìm hiểu đó là bổ sung cái chất xơ cho con để tránh tình trạng táo bón. Có thể nói sự ra đời của dưỡng chất OPO có cấu trúc giống chất béo trong sữa mẹ được đánh giá là bước đột phá của ngành dinh dưỡng nhũ nhi bởi những lợi ích tuyệt vời mà nó mang lại cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, đặc biệt là đối với những trẻ không được bú mẹ trong những năm đầu đời. Mất ngủ là tình trạng rối loạn giấc ngủ xảy ra phổ biến không chỉ ở người cao tuổi mà có cả ở người trẻ. Mất ngủ do nhiều nguyên nhân gây ra. Song dù là nguyên nhân nào, nếu không được điều trị đúng cách sẽ gây ra những biến chứng nguy hiểm. Để tìm hiểu rõ hơn, Tú Vinh mời quý vị cùng gặp gỡ với chuyên gia của chương trình ngay sau đây. Xin cảm ơn bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào Mai Anh, xin chào quý vị khán giả. Dạ vâng, thưa bác sĩ, ngày nay thì tình trạng mất ngủ diễn ra khá phổ biến. Như vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất ngủ này ạ? Hiện nay cái tình trạng mất ngủ diễn ra rất là nhiều, cũng ở rất là nhiều người. Thứ nhất, chính áp lực công việc phải chạy theo thời gian, là thí dụ như là tổng kết tháng, tổng kết năm, nó làm cho cái tình trạng mất ngủ. Cũng như cái thứ hai là về chấn thương về tâm lý, thí dụ như là bị mất tiền bạc hay là mất người thân. Cái vấn đề thứ ba nữa là có thể là do cái bệnh lý, thí dụ như bệnh lý cơ xương khớp, bệnh lý về tim mạch, bệnh lý về thần kinh, và đặc biệt những cái bệnh lý thí dụ như là ung thư. Điều đó cũng gây nên cái tình trạng mất ngủ. Và cái vấn đề nữa là vấn đề ăn uống. Ăn uống thì hiện nay người ta ăn coi như là bất kể giờ giấc như ngày xưa. Người ta ăn ngày, ăn đêm. Đó là nhất là ăn ban đêm, người ta sử dụng các cái loại thực phẩm coi như là khó tiêu. Chính vì ban đêm nó sẽ khó ngủ. Cộng với những cái thức ăn mà là bị kích thích, ví dụ như trà, cà phê, những cái thuốc lá. Đó là những cái vấn đề đó sẽ làm cho mất ngủ. Cũng như là chúng ta sẽ thấy một mất ngủ nữa là do người lớn tuổi. Người ta nói cuộc đời người ta có ba giai đoạn mất ngủ. Giai đoạn thứ nhất là còn trẻ là ham chơi cho nên mất ngủ. Giai đoạn mình đi làm việc mình không có thời gian để ngủ cũng mất ngủ. Nhưng sau khi người già quá dư thời gian cũng ngủ không được. Cái nguyên nhân đó sẽ làm cho cái tình trạng mất ngủ dài dẳng và lâu dần nó sẽ đưa đến một cái bệnh lý. Như vậy có thể thấy là có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất ngủ và hậu quả của mất ngủ thì thật sự là rất nguy hiểm. Và ngay sau đây xin mời bác sĩ cũng như là quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với một đoạn phóng sự ngắn ngay sau đây. Theo nghiên cứu của Đại học Columbia ở thành phố New York cho thấy, mất ngủ kéo dài có thể tăng gấp đôi nguy cơ phát triển chứng tăng huyết áp trong khoảng 10 đến 20 năm. Một trong các biến chứng nguy hiểm của mất ngủ còn phải kể đến đó là đột quỵ. Một số nghiên cứu đã chỉ ra nhóm tuổi từ 18 đến 35 nếu mất ngủ, làm việc quá sức về đêm, thường xuyên sẽ có nguy cơ đột quỵ cao gấp 8 lần bình thường. Bên cạnh đó, biến chứng phức tạp nhất của chứng mất ngủ là nghiện và lệ thuộc thuốc ngủ. Việc người mất ngủ tìm đến những loại thuốc ngủ là điều dễ hiểu, nhưng đa phần họ đều không tham khảo ý kiến bác sĩ mà chỉ tự ra hiệu thuốc, mua thuốc về uống. Chính điều này làm tăng nguy cơ lệ thuộc thuốc. Qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là hậu quả của mất ngủ là khá nghiêm trọng. Như vậy thì bác sĩ suy nghĩ như thế nào về vấn đề này, cũng như là đâu là giải pháp để điều trị chứng mất ngủ thưa bác sĩ? Chúng ta thấy giấc ngủ nó rất là quan trọng, cho nên khi mà mất ngủ thì nó sẽ sinh ra rất là nhiều thứ bệnh. Thứ nhất là cho nó làm cho người ta, như mình thấy điển hình đó là nhức đầu, hay đó thì hay quên, hay là rối loạn về vấn đề tâm thần kinh, những bệnh lý về tim mạch. Thì cái vấn đề giải pháp thì chúng ta phải biết được cái nguyên nhân nó như thế nào để chúng ta giải quyết.
như nguyên nhân thứ nhất là về vấn đề áp lực công việc, thì chúng ta phải tạo cho mình một cái kế hoạch là tháng, kế hoạch năm để làm sao giảm bớt cái áp lực. Cái thứ hai là vấn đề tình cảm, thì chúng ta phải xem đây, phải nắm được những cái quy luật của cuộc đời, tức là có trùng phùng thì có chia ly, không có có hợp và phải có tan, chúng ta làm sao giải tỏa bớt những yếu tố tâm lý. Còn về vấn đề mất ngủ mà do bệnh lý thì chúng ta phải đến tư vấn hay là khám các bác sĩ để mà chúng ta giải quyết được cái bệnh, thì nó sẽ giúp cho cải thiện được cái bệnh thì ngủ được ngon. Cái vấn đề nữa là vấn đề ăn uống mà đưa đến mất ngủ thì chúng ta phải xem lại cái chế độ ăn uống như thế nào hợp lý. Hoặc là về đối tuổi già thì phải tìm niềm vui trong cái tuổi già, là sau khi nghỉ hưu hay là sau khi mà mình lớn tuổi thì mình kiếm một cái niềm vui, ví dụ thể dục thể thao hay là chơi các cái loại hoa chim cá cảnh để mà làm sao cho tuổi già thấy cái niềm vui, thì lúc đó giấc ngủ nó sẽ đến và nó giúp cho là nâng cao chất lượng cuộc sống. Và trong những giải pháp mà bác sĩ vừa đưa ra thì mấy anh có thấy là về chế độ ăn uống, thì mấy anh cũng có nghe nói là có những loại thực phẩm giúp cho chúng ta điều trị được chứng mất ngủ. Như vậy thì đó cụ thể là những loại thực phẩm nào, và chúng ta sẽ phải cân bằng những loại thực phẩm đó trong khẩu phần ăn ra sao để có thể mang lại hiệu quả ạ? Có rất là nhiều cái phương pháp mà để mà cải thiện cái mất ngủ này, thì trong đó có vấn đề ăn uống. Ví dụ một, chúng ta sẽ ăn uống làm sao cho hợp lý. Thí dụ gì, ăn uống bằng ngày và đêm. Ban đêm thì chỉ ăn thức ăn dễ tiêu, là uống những thức uống coi như là nhẹ để làm sao cho cái tâm trạng thoải mái trước khi ngủ. Còn nếu mà ngủ không được thì chúng ta có thể sử dụng bộ phận của sen, trong đó gồm có lá sen, tim sen hay là hạt sen. Thì chúng ta tim sen có thể chúng ta bỏ mỗi buổi tối trước khi khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng trước khi đi ngủ, chúng ta bỏ vô trong cái nước sôi để chúng ta hãm uống một cốc thì nó sẽ đi vào giấc ngủ nó dễ. Hoặc là hạt sen chúng ta có thể nấu chè hoặc là luộc ăn, tức là khoảng một lần vậy từ 10 đến 20 gram, nó vừa kích thích thì vị dễ tiêu mà vừa là ngủ tốt. Cũng như các cái thực phẩm chúng ta hỗ trợ thêm, ví dụ như là như vừa là vừa thức ăn vừa vị thuốc, như chúng ta sẽ thấy lá vong mà người ta gói để người ta làm nem đó, gọi là vong nem. Hoặc là lạc tiên, đó là mình là dân gian mình là nhãn lồng đó, thì cái mình có thể luộc từ một đêm từ một dĩa để mình ăn để mà giúp cho cải thiện cái giấc ngủ. Hoặc là chúng ta có thể hỗ trợ thêm các cái thực phẩm khác, thí dụ như là nhãn nhục đó, chúng ta nấu chè hay hoặc là chúng ta mỗi buổi tối trước khi khoảng 1-2 tiếng trước khi ngủ, chúng ta có thể ăn một quả chuối. Hoặc là một bữa canh giấc tối là bữa canh bí đỏ, thì những cái thực phẩm này nó góp phần hỗ trợ cho giấc ngủ nó rất là tốt. Xin cảm ơn bác sĩ, thật sự là nghe qua những loại thực phẩm bác sĩ vừa nói ra thì vừa ngon mà vừa giúp cho chúng ta có thể điều trị được chứng mất ngủ, đúng không ạ? Vậy thì bên cạnh đó, có những loại thực phẩm điều trị được chứng mất ngủ, chắc chắn sẽ có những loại thực phẩm khiến cho chúng ta bị mất ngủ, đúng không bác sĩ? Thì mình thấy là những thực phẩm nó sẽ làm cho mình dễ ngủ, thì cũng có những thực phẩm nó làm cho mình mất ngủ. Thì mình nên hạn chế những cái thực phẩm đó, ăn những cái thức ăn mà chúng ta khó tiêu, tức là những thức ăn này có nhiều dầu mỡ hoặc nhiều thịt, thì nó ban đêm nó sẽ làm cho nê trệ, khó ngủ. Cũng như là những cái thực phẩm mà về công nghiệp, những thực phẩm này thì khó tiêu tại vì người ta có những cái chất bảo quản. Về uống thì cũng hạn chế uống là trà, cà phê hay là thuốc lá. Những trà, cà phê, thuốc lá nó kích thích, nó làm cho người đó không ngủ được, thì nó cũng ảnh hưởng đến vấn đề sức khỏe. Còn những thức ăn, những thức uống có cồn thì nhiều khi một số giai đoạn đầu người ta thấy dễ ngủ, nhưng mà về sau nó sẽ làm cho giấc ngủ khó, nó gây nghiện và nó ảnh hưởng đến cái vấn đề hoạt động của giấc ngủ. Phải nên tập thể dục thể thao và không nên xem những bộ phim bạo lực, có chơi điện thoại hoặc máy vi tính quá khuya, quá cái thời gian, làm cho cái giấc ngủ nó sẽ không sâu và đưa đến mất ngủ. Thì nếu mà chúng ta cải thiện được những cái vấn đề về ăn uống mà nó cũng vẫn làm cho tình trạng mất ngủ thì trầm trọng hơn, thì chúng ta nên đi khám để các một bác sĩ chuyên khoa, để cho bác sĩ đó có một cái đánh giá, để mà bác sĩ có một sự tư vấn hoặc là điều trị thì thích hợp, thì lúc đó cái giấc ngủ nó mới cải thiện và nó mang lại một cái sức khỏe tốt cho mọi người. Xin được cảm ơn bác sĩ rất nhiều, và chắc chắn là những thông tin mà bác sĩ vừa chia sẻ sẽ rất là hữu ích cho quý vị khán giả, đặc biệt là những ai đang mắc phải chứng mất ngủ, đúng không ạ? Và một lần nữa cảm ơn bác sĩ rất nhiều đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Dinh dưỡng Diệu Kỳ cũng xin được khép lại. Bắt đầu từ số tiếp theo, khung giờ mới của chương trình sẽ là 16 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Rất mong quý vị sẽ dành thời gian đón theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt quý vị.